Chào mọi người nha, hôm nay mình sẽ chỉ cho mọi người những thực phẩm nào mà không nên ăn trong quá trình sử dụng cái thuốc điều trị cái bệnh gút bên nhà mình nhé. Những thực phẩm không nên ăn như là thịt trâu này, thịt chó, thịt trâu, thịt chó, hải sản và hạn chế uống rượu, uống bia nhé. Đấy là những thực phẩm mình không nên ăn trong quá trình sử dụng cái cao điều trị bệnh gút. Đấy, nếu mà mọi người muốn khỏi nhanh và muốn khỏi dứt điểm được cái bệnh gút thì mọi người cần phải lưu ý các thực phẩm không nên ăn đấy. Và trong quá trình điều trị, nào đi ra kia. Đi ra, chị đang quay video. Và trong quá trình điều trị thì mọi người lưu ý giúp mình là mình cần phải ngâm chân trước khi đi ngủ nhá. Mọi người lưu ý giúp mình là mình phải ngâm chân trước khi đi ngủ. Và trong quá trình ngâm chân đấy là mình cần phải bấm các huyệt ở chân ấy, lòng bàn chân ấy. Đó. Đi ra nào. Ôi trời ơi. Thì cái thực phẩm có hàm lượng chất đạm nhiều này mình không nên ăn, và mình tích cực ăn rau củ quả. Ví dụ như là mình ăn nhiều rau, mình ăn nhiều rau cải này, ăn lá tế tô này, với lại các và hoa quả thì mình ăn nhiều dưa chuột nhá. Cái dưa chuột này, lá tế tô này với lại rau cải thì nó có tác dụng giảm đau rất là tốt. Thì là mọi người cần phải ăn thực phẩm bổ sung là như thế. Và trong quá trình điều trị thì là mọi người hạn chế đi lại. Mới hạn chế đi lại nhá. Tại vì là khi mà mình bị gút ấy thì là cái xương khớp của mình nó bị tổn thương rồi. Cho nên là khi mà mọi người đi lại nhiều thì sẽ sinh ra cái viêm khớp. Đấy, sinh ra viêm khớp thì sẽ rất là đau. Và cái viêm khớp thì khi mà bị viêm khớp lâu quá mà mình điều trị không khỏi, điều trị không được á, thì là sẽ dẫn đến là sẽ bị thoái hóa. Cho nên là mọi người lưu ý giúp mình. Đó, còn những bạn nào mà đang sử dụng cái cao gắm bên nhà mình rồi á, thì mọi người cần phải sử dụng đúng liều lượng và đúng liệu trình. Và phải chú ý là ngày mình uống 2 đến 3 lần tùy vào tình trạng. Và khi mà trường hợp mà những bạn nào trong quá trình sử dụng mà cảm thấy nó đau hơn, có nghĩa là đau hơn rất là nhiều á, thì là do cái công của thuốc nó sẽ vào tất cả các ổ tinh thể đấy. Đấy là công của thuốc nhá. Thì mọi người vẫn tiếp tục sử dụng. Là khi mà đau quá mức thì mọi người có thể xay cho mình một cái quả quả dưa chuột ấy, quả dưa chuột, sau đó là mình có thể ăn sống cũng được. Mà mình xay ra, mình xay cả vỏ, mình rửa sạch đi, sau đó là mình xay cả cái vỏ dưa chuột nhé. Tại vì cái vỏ dưa chuột rất là tốt mọi người ạ. Cái vỏ dưa chuột là nó có tác dụng giảm đau rất là tốt. Khi mà mình đau quá thì mình lấy cái quả dưa chuột mình xay ra, mình xay thành giống kiểu xay sinh tố đó. Thì xay ra xong là mình uống tất cả luôn nhá. Hoặc là mình có thể xay rau cải ăn. Đó thì tác dụng giảm đau rất là tốt. Mọi người hạn chế sử dụng cái thuốc giảm đau ở bên ngoài, thuốc tây á, thuốc giảm đau ấy thì là nó rất là hại. Nó cực kỳ là hại cho dạ dày luôn. Khi mà mọi người uống quá nhiều cái thuốc giảm đau đấy thì làm cho viêm loét dạ dày, bị viêm dạ dày rất là khó để mà điều trị riêng dạ dày nhá. Thì xin chào mọi người, chúc tất cả các bệnh nhân của mình đang sử dụng cái cao bên để điều trị bệnh gút bên nhà mình, mọi người sẽ chịu khó uống và sẽ khỏi nhanh. Xin chào mọi người. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy đăng ký, like, share hoặc comment ý kiến riêng của mình ngay phía dưới video này. Cảm ơn quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một sức khỏe tốt.